Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, 18 tháng 12 năm 2023. Và sau đây xin kính mời quý khán thính giả theo dõi các phần tin đáng chú ý trong ngày. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ tòa thánh Vatican. Đức giáo hoàng Francis lên án do thái sát hại thường dân tại nhà thờ Công giáo ở Gaza. Vào hôm chủ nhật vừa qua, Đức Giáo Hoàng một lần nữa đã chỉ trích Do Thái đang sử dụng chiến thuật khủng bố ở giải Gaza khi Ngài nhắc về việc quân đội Do Thái giết chết hai phụ nữ Kitô tô giáo, những người đang trú ẩn trong một khu vực nhà thờ. Trong thánh lễ Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng đề cập tới thông cáo vào hôm thứ Bảy của Tòa Thượng Phụ Latin ở Jerusalem là văn phòng thẩm quyền công giáo ở vùng thánh địa này Tòa Thượng Phụ cho biết rằng một tay súng bắn tỉa của quân đội Do Thái đã giết chết hai phụ nữ mà Đức Thánh Cha gọi là Nahika Kali Anton và con gái của bà là Sama khi hai người này đang đi bộ đến một tu viện dành cho các nữ tu trong khuôn viên giáo xứ Holy Family Parish. Thông cáo của Tòa Thượng Phụ cho biết thêm, Bảy người khác cũng đã bị bắn và bị thương khi họ cố gắng bảo vệ cho những người khác. Đức Giáo Hoàng Francis cũng đề cập tới báo cáo của Tòa Thượng Phụ cho rằng một tu viện dành cho các nữ tu thuộc dòng do mẹ Teresa thành lập bị hư hại do hỏa lực xe tăng của Do Thái. Ngài cho biết như sau, một số người sẽ nói rằng đó là chiến tranh, đó là khủng bố. Vâng, đó là chiến tranh, đó là khủng bố. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Do Thái cho hay sự việc vẫn đang được xem xét và chưa có bình luận ngay lập tức về lời nói của Đức Giao Hoàng. Đây là lần thứ nhì trong vòng chưa đầy một tháng, Đức Giao Hoàng đã dùng từ khủng bố khi nói về các sự kiện ở Gaza. Trong lĩnh vực kinh tế, thưa quý vị, bản tin cho biết là thương mại toàn cầu trải qua sự suy giảm trong suốt năm 2023. Trong bản báo cáo cập nhật về thương mại toàn cầu tháng 12 năm nay, Liên Hiệp Quốc về vấn đề thương mại và phát triển dự báo thương mại năm nay cho biết là sẽ đạt được khoảng 30.7 ngàn tỷ Mỹ Kim, tức là giảm gần 2 ngàn tỷ so với năm ngoái. Sự sụt giảm này một phần là do hoạt động xuất cảng của một số nền kinh tế bị trứng lại do nhu cầu toàn cầu bị suy yếu. Theo Liên Hiệp Quốc, thì thương mại toàn cầu đã giải, trải qua sự sụt giảm trong suốt năm nay, chủ yếu là bị ảnh hưởng bởi nhu cầu giảm ở các quốc gia phát triển, cũng như tăng trưởng chậm lại ở các nền kinh tế Đông Á và giá cả hàng hóa bị suy giảm. Ông Olivier Gunrinchas, là nhà kinh tế trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế, cho biết, trong khoảng một năm trở lại đây, chúng ta đã thấy sự quay trở lại với các dịch vụ. Mọi người ra ngoài nhiều hơn, họ đi du lịch nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là nhu cầu hàng hóa ít hơn, nhu cầu dịch vụ nhiều hơn, điều đó cũng góp phần làm cho thương mại tăng trưởng chậm hơn. Bà Iwala là tổng giám đốc của tổ chức thương mại thế giới cho biết các thành viên của tổ chức này phải nắm bắt lấy cơ hội để cùng có khuôn khổ thương mại toàn cầu bằng cách tránh chủ nghĩa bảo hộ và thúc đẩy một nền kinh tế toàn cầu linh hoạt và toàn diện hơn. Nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước nghèo sẽ gặp khó khăn trong việc phục hồi nếu không có một hệ thống thương mại đa phương ổn định và cởi mở có thể dự đoán được dựa trên luật lệ và công bằng theo ông Osman Elnor, là đại diện thường trực của Liên minh Phi Châu ở tại Trung Quốc thì rõ ràng là nhiều quốc gia đã phải đối mặt với tình trạng gián đoạn do đại dịch điều này đã khiến cho tất cả các quốc gia hiểu rằng họ phải gắn kết với nhau phải chung sống cùng nhau và nếu không có sự hợp tác chặt chẽ ở thì ở trong chuỗi cung ứng tất cả các các quốc gia đều sẽ gặp khó khăn chính phủ Nhật Bản dự trù ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục cho năm 2024 Hãng tin Kyodo mới đây cho hay, chính phủ Nhật Bản đang thực hiện những dàn xếp cuối cùng để phân bổ ngân sách quốc phòng ở mức cao kỷ lục đó là 54 tỷ mỹ kim cho năm tài khoá 2024. Nhật Bản có kế hoạch mua phiên bản nâng cấp của phi đạn hành trình đất đối hạm Type 12 để trang bị cho lực lượng phòng vệ trên bộ của quốc gia này. Loại phi đạn nói trên có tầm bắn mở rộng dự kiến sẽ được đưa tới trong năm tài chính 2025, tức là sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, Nhật Bản dự định sẽ đưa dự án sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ mới vào năm 2035. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản, Anh Quốc và nước Ý. Chính phủ Nhật Bản dự tính sẽ đầu tư xây dựng một viện nghiên cứu phát triển các thiết bị quốc phòng tiên tiến, Hồi tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã đề nghị mức ngân sách nói trên, thế nhưng không bao gồm chi phí liên quan tới các hoạt động đồn trú lực lượng Hoa Kỳ ở quốc gia này. Và theo dự kiến, dự thảo ngân sách cho năm tài khoá 2024 sẽ được thông qua tại cuộc họp nội các của Nhật Bản vào ngày 22 tháng 12 sắp tới đây. Do Thái vẫn tiếp tục đẩy mạnh, oanh tạc giải Gaza để loại bỏ phe Hamas. Tuyên bố của Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu khẳng định, Nước này sẽ thực hiện chiến tranh cho đến khi nào đạt được mục tiêu đã đề ra, đó là loại bỏ Hamas để giải cứu toàn bộ các con tin. Theo Cơ quan Y tế của Palestine ở tại giải Gaza cho biết, các vụ oanh tạc của Israel trong ngày đã khiến cho 24 người thiệt mạng ở khu vực của trại tị nạn Jabalia và nhiều người đang bị chôn lấp ở trong các đống đổ nát. Cơ quan này cho biết thêm, ít nhất là 12 người khác đã bị giết chết trong các đợt oanh tạc của Do Thái ở trung tâm thành phố Deir Al-Bala thuộc về giải Gaza, theo các nhân chứng, Do Thái vẫn ném bom ở khu vực Bani Suhaila, thuộc về phía đông của thành phố Khan Yunis, là thành phố lớn thứ hai của giải Gaza. Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna hiện nay đang có chuyến công du Do Thái để kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài, để hướng đến một thỏa thuận hòa bình và đồng thời bày tỏ lo ngại về việc có nhiều dân thường bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột vừa qua. Trong một bài viết chung được đăng tải trên trờ Sunday Times, Ngoại trưởng của Anh ông David Cameron và Ngoại trưởng của Đức là bà Annalena Baerbock cũng đã thể hiện sự lo ngại về số lượng lớn người dân thường bị thiệt mạng ở giải Gaza. Trong khi đó, phía Hamas cho biết các cuộc tấn công trả đũa của phía Do Thái, bao gồm trên bộ và trên không, đã giết chết gần 18.800 dân thường mà chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Sang qua khu vực Đông Âu, Ukraine lên kế hoạch phản công mới Quân đội Ukraine có thể đang tập hợp lực lượng để thực hiện một cuộc phản công mới vào năm 2024 sau khi đợt tấn công đầu tiên bắt đầu vào mùa hè này không thể phá vỡ được phòng tuyến của Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhật báo Bay của Đức, thì ông Nikolajch là cựu giới chức quốc phòng của Đức hiện nay là thành viên cao cấp tại hội nghị An ninh Munich cho rằng bất chấp thái độ bi quan ngày càng gia tăng ở phương Tây về sự tiến bộ của Ukraine trên chiến trường quân đội Ukraine vẫn duy trì khá lạc quan với các thiết bị quân sự khi mà nhiều đợt giao vũ khí dự kiến sẽ đến từ phương Tây. Trong khi đó, tờ báo nói trên của nước Đức lưu ý rằng Ukraine vẫn có những kế hoạch lớn, những tham vọng được chứng minh bằng danh sách viện trợ mong muốn của Ukraine để trình lên Hoa Kỳ, bao gồm trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu và hệ thống phi đạn tầm xa cùng với xe tăng Abrams và các thiết bị khác. Đồng thời, nhật báo nói trên cũng trích dẫn các nguồn tin cho rằng, quân đội Ukraine đang vạch ra một kế hoạch chiến tranh mới. Theo tạp chí này, quân đội Ukraine đã từ bỏ kế hoạch đẩy quân đội Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ mà phía Nga tuyên bố là của họ. Thay vào đó, quân đội Ukraine tập trung vào việc gây tổn thất tối đa cho quân Nga. Ukraine đã phát động một cuộc phản công hồi đầu tháng 6 năm nay, thế nhưng không giành được bất kỳ căn cứ đáng kể nào. Vài tháng sau cuộc tấn công đó, ngay cả các giới chức hàng đầu của Ukraine, bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Dmitry Kuleba, cũng bắt đầu thừa nhận rằng những cố gắng của quân đội Ukraine đã không đạt được mục tiêu. Vladimir Putin sẽ ra tranh cử Tổng thống Nga với tư cách là ứng viên độc lập. Tổng thống Nga hiện nay Vladimir Putin sẽ không tái tranh cử với tư cách là ứng viên của Đảng nước Nga thống nhất, ngay cả khi ông ta nhận được sự ủng hộ tuyệt đối, mà thay vào đó thì ông ta sẽ ra tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập. Thông tin được đưa ra sau khi một nhóm sáng kiến gồm có hơn 700 chính trị gia và nhân vật có tiếng nói đã gặp nhau mới đây ở tại Moscow và đã nhất trí tán thành về việc đề cử Putin làm ứng cử viên độc lập. Ông Andrei Tuchak là thư ký của Đại hội đồng Đảng nước Nga thống nhất cho biết. Theo Reuters Sergey Mironov, là chính trị gia cấp cao thuộc về Đảng Công lý Nga, xác nhận là Vladimir Putin sẽ tranh cử độc lập và khẳng định là Đảng Công lý Nga ủng hộ cho vị tổng thống 71 tuổi này tiếp tục lãnh đạo đất nước. Tuần trước, Vladimir Putin công bố ý định tranh cử. Trước đó ông ta đã bốn lần đắc cử tổng thống vào các năm đó là 2000, 2004, 2012 và 2018. Năm 2024 sẽ là kỳ bầu cử tổng thống thứ ba liên tiếp có Vladimir Putin góp mặt ở trong danh sách của các ứng cử viên. Các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành gần đây cho thấy hầu như không có sự bất đồng quan điểm nào của công chúng và ông Putin có nhiều cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Tiểu vương của Kuwait từ trần và thái tử Mersau 83 tuổi lên kế vị. Tiểu vương của Kuwait là Nawaf al-Ahmad al-Sabah vừa từ trần hôm 17 tê tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 86 tuổi, chỉ sau hơn 3 năm nắm quyền. Nguyên nhân cái chết của ông hiện nay vẫn chưa được tiết lộ. Theo hãng tin Reuters và giới truyền thông quốc gia Kuwait thì tiểu vương Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah phải được đưa vào bệnh viện hồi cuối tháng trước do vấn đề sức khỏe khẩn cấp. Thái tử Sheikh Mohammed Al-Ahmad Al-Sabah, 83 tuổi, được chỉ định là người kế vị trên thực tế, vị thái tử này là người cai trị đất nước Kuwait từ năm 2021 cho tới nay khi tiểu vương Nawaf chuyển giao hầu hết nhiệm vụ của ông vì sức khỏe không được tốt. Đất nước Kuwait tuyên bố quốc tang 40 ngày và đóng cửa các cơ quan chính thức trong vòng 3 ngày. Các nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự thương tiếc đối với tiểu vương quá cố và gửi lời chia buồn tới người kế vị ông cùng với hoàng gia al Saba cũng như những người dân Kuwait. Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden mô tả ông Said Nawaf là một người bạn thực sự của Hoa Kỳ và ông Biden cam kết sẽ tiếp tục gia tăng mối quan hệ lâu dài giữa hai nước. Kuwait là quốc gia có trữ lượng dầu lớn thứ bảy trên thế giới, giáp danh với Saudi Arabia và Iraq nằm đối diện với Iran ở vùng Vịnh Ba Tư. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2020, ông Sa'id Nawaf đã duy trì chính sách đối ngoại nhằm cân bằng mối quan hệ với các quốc gia láng giềng. Đến đây kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.